Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Cha của nạn nhân chết bất minh trong đồn công an bị bắt do đòi hỏi làm rõ vụ việc. Ông Đào Bá Cường, cha của nạn nhân Đào Bá Phi bị chết trong đồn công an Tuy Hòa, Phú Yên hồi tháng 10 năm ngoái, bị khởi tố và bị bắt do kiên trì đòi hỏi làm sáng tỏ về cái chết của người con. Trưởng công an thành phố Tuy Hòa, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn cho truyền thông nhà nước biết các biện pháp vừa nêu và cáo buộc đối với ông Đào Bá Cường là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Công an thành phố Tuy Hòa cho biết từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, ông Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết làm rõ một số nội dung liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi và đề nghị trả xác cho gia đình, cầu cứu giải oan cho con trai. Như tin đã loan, Công an tỉnh Phú Yên vào ngày 20 tháng 10 năm 2022 ra thông báo về vụ bắt giữ công dân Đào Bá Phi ngụ ở phường 4, thành phố Tuy Hòa vào ngày 16 tháng 10 năm 2022 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc này anh Phi hoàn toàn khỏe mạnh. Đến 5 giờ ngày 18 tháng 10, người bị tạm giam cùng ông Phi phát hiện anh Phi đang treo cổ trong phòng giam. Anh Phi được sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa nhưng không qua khỏi. Bà Đào Thị Quyên, chị gái của anh Đào Bá Phi, sau cái chết của người em trai cho Đài Á Châu Tự Do biết, công an nói với gia đình rằng họ sẽ chỉ chỗ để an táng anh Phi với điều kiện gia đình phải ký giấy thỏa thuận chỉ được bốc mộ cải táng sau 36 tháng. Công ty Parson tại Việt Nam nộp đơn xin phá sản. Sau 18 năm hoạt động, công ty Parson Việt Nam đã nộp đơn lên tòa án tại Sài Gòn, bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện từ ngày hôm nay 28 tháng 4. Trong tài liệu nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, thì công ty Parson Retail Asia, gọi tắt là PRA, là công ty do tập đoàn Parson Holdings của Malaysia nắm giữ tới 67.96% cổ phần, cho biết rằng công ty Parson sẽ rời khỏi Việt Nam do kết quả kinh doanh bị thua lỗ. Những khoản bị lỗ này đã được cộng lại trong nhiều năm qua do môi trường kinh doanh gặp nhiều thách thức kể từ sau đại dịch COVID-19. Trong thông báo mới nhất, thì tập đoàn Parson Holdings cũng đề cập tới những thách thức từ việc không được trợ giúp về việc thuê mướn chỗ thành lập công ty rồi phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19 và những khó khăn về thuế đất. Tập đoàn này đánh giá việc công ty Parson tại Việt Nam tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam là không được về mặt thương mại. Việc nộp đơn khai phá sản sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho công ty Parson Việt Nam. Công ty này có mặt tại Việt Nam từ năm 2005 và liên tục mở mới gần hàng chục trung tâm thương mại tại các tỉnh thành trong 9 năm sau đó. Tuy nhiên, cho tới năm 2014 thì làn sóng đầu tư của công ty Parson phải ngưng lại khi công ty này bắt đầu không mở thêm các trung tâm thương mại mới. Cho tới năm 2015, tức là sau 10 năm tại Việt Nam, công ty Parson bước vào giai đoạn liên tục phải đóng cửa các trung tâm của họ. Sau đơn khai phá sản thì tới chiều ngày hôm nay 28 tháng 4, các cửa tiệm bên trong Parson tại đường Lê Thánh Tôn tại quận Nhất Sài Gòn vẫn còn hoạt động bình thường. Công an Sài Gòn phá đường dây ma túy nhập nguyên liệu từ Pháp. Công an Sài Gòn đã bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram ketamphetamine. Chiều ngày 28 tháng 4, đại diện Phòng Tham mưu Công an Sài Gòn cho biết, công an vừa bắt giữ đối tượng Trí, tên gọi khác là Trí Cá Voi, cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trước đó, cảnh sát phát hiện manh mối về đường dây bào chế, mua bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia. Trí Cá Voi được xác định là nghi can cầm đầu. Ban chuyên án đã huy động hàng trăm trinh sát công an Sài Gòn cùng quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn ngày đêm theo dõi. Theo điều tra, từ cuối năm 2021, Trí đã móc nối các băng tội phạm người Việt định cư tại Pháp để mua khoảng 100 kg bột thuốc lắc. Họ sử dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế giao hàng dưới hình thức door-to-door để vận chuyển về Sài Gòn. Từ 106 kg bột thuốc lắc, Trí và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hóa học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên, tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc, đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn Sài Gòn và một số tỉnh, thành phố khác, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngày 20 tháng 4, khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại Sài Gòn, gồm chỗ ở của các nghi can, nơi cất giấu, bào chế, đóng gói thuốc lắc. Trong đó, căn nhà tại quận 4 là bản doanh của Trí, là nơi ông Trùm và đàn em nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc.
Ngành dệt may và giày dép của Việt Nam phải chật vật khi mà chính phủ Hoa Kỳ cấm nhập cảng nguyên liệu đến từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Các nhà sản xuất hàng may mặc và giày dép của Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với nhiều áp lực khi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm nhập cảng hàng hóa từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Các quy định chặt chẽ của Hoa Kỳ đang tác động nặng nề vào lĩnh vực vốn đã khiến cho gần 90.000 công nhân viên tại Việt Nam bị mất việc làm kể từ tháng 10 do nhu cầu trên toàn thế giới bị chậm lại. Trong một số các quốc gia xuất cảng hàng may mặc, thì Việt Nam, nơi được xem là một trung tâm sản xuất của toàn thế giới, đã phải đối mặt với tác động nặng nề nhất từ đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Đạo luật này có tên viết tắt là UFLPA. Phân tích dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ cho biết, bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 6 vừa qua, đạo luật nói trên của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty phải chứng minh rằng họ không sử dụng các nguyên liệu thô hoặc là các linh kiện điện tử được sản xuất bằng công nhân viên bị cưỡng bức tại khu vực Tân Cương ở Trung Quốc. Trong số các lô hàng may mặc và giày dép trị giá tới 15 triệu Mỹ Kim bị giữ lại để kiểm tra theo đạo luật nói trên, thì hơn 80% là từ Việt Nam và chỉ có 13% hàng hóa của Việt Nam được thông quan, tức là dữ liệu hải quan của Hoa Kỳ cho biết đến ngày 3 tháng 4 cho thấy như trên. Nhiều nhà nhập cảng Hoa Kỳ vẫn lạc quan rằng mặc dù chuỗi cung ứng của họ vẫn có thể bị gián đoạn, trong khi Việt Nam thì ngược lại. Lý do là vì các nhà sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam phụ thuộc khoảng một nửa các nguyên liệu đầu vào đến từ Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Anh Quốc thì trị giá của các lô hàng từ Việt Nam bị từ chối nhập cảng vào Hoa Kỳ đã vượt quá 2 triệu Mỹ Kim, tức là gấp 3 lần so với các lô hàng đến từ Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng của Hoa Kỳ vì Việt Nam là nguồn cung ứng hàng may mặc chính từ sợi bông cho thị trường Hoa Kỳ. Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ Mỹ Kim nhập iPhone trong năm vừa qua. Trong năm 2022, điện thoại iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi là những thương hiệu điện thoại được nhập cảng nhiều nhất về Việt Nam, chiếm 93,4% tổng kim ngạch nhập cảng điện thoại. Báo cáo xuất nhập cảng năm 2022 vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy trong năm 2022, điện thoại các loại và linh kiện giữ vững vị trí đầu tiên là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất cảng cả nước. Riêng nhập cảng điện thoại di động nguyên chiếc trong năm 2022 đạt trị giá trên 3,5 tỷ Mỹ Kim, tăng 10,5% so với năm 2021 và chiếm 16,6% tổng giá trị nhập cảng nhóm hàng điện thoại và linh kiện. Điện thoại iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi là những thương hiệu điện thoại được nhập cảng nhiều nhất về Việt Nam. Riêng iPhone chiếm 46% tổng kim ngạch nhập cảng điện thoại nguyên chiếc của cả nước. Ở chiều ngược lại, trong năm vừa qua, Việt Nam cũng sản xuất được khoảng 210 triệu chiếc điện thoại, giảm 9,1% so với năm 2021. Trị giá sản xuất linh kiện điện thoại đạt khoảng 663.700 tỷ đồng, tương đương 28 triệu Mỹ Kim, tăng 15,1% so với năm 2021. Thái Nguyên và Bắc Ninh đóng góp hầu hết sản lượng điện thoại sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, Thái Nguyên sản xuất được hơn 102 triệu chiếc, Bắc Ninh sản xuất được gần 90 triệu chiếc điện thoại. Tin liên quan tới ngành xe hơi chạy bằng điện tại Việt Nam. Không chỉ góp vốn để thành lập công ty, các cổ đông sáng lập VinFast cũng đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay tới hàng tỷ Mỹ Kim của nhà sản xuất xe chạy bằng điện tại thị trường trong nước Việt Nam cũng như quốc tế. Vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, tập đoàn VinGroup, công ty cổ phần VinFast và ông Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận cam kết. Theo đó, trong vòng một năm tới đây, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ Mỹ Kim cho công ty VinFast từ nguồn tài sản cá nhân của ông. Tập đoàn VinGroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu Mỹ Kim, đồng thời cho công ty VinFast vay 1 tỷ Mỹ Kim với thời hạn tối đa là 5 năm. Tổng số tiền cam kết là 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Tính đến hết năm ngoái, có khoảng 8.2 tỷ Mỹ Kim đã được công ty VinGroup cùng với các công ty liên kết và bên cho vay bên ngoài sử dụng để tài trợ cho chi phí hoạt động và chi phí của công ty VinFast kể từ năm 2017, theo nội dung báo cáo công bố vào hồi đầu tháng 3 vừa qua. Trên thực tế, thì các khoản vay quốc tế của công ty VinFast lên tới hàng tỷ Mỹ Kim và cả trái phiếu phát hành trong nước hầu hết được bảo lãnh bởi tập đoàn VinGroup và các bên liên quan.
ngay cả khi công ty VinFast thực hiện việc tái tổ chức để chuyển sang việc sản xuất xe hơi chạy bằng điện hoàn toàn, thì việc thanh lý dây chuyền sản xuất xe chạy bằng xăng, tức là ICE, với mức giá trên 1 tỷ Mỹ Kim cũng do Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, tức là Vietnam Investment Group, là cổ đông lớn nhất của Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng sở hữu mua lại. Đúng như lời cam kết đã tuyên bố cách đây nhiều năm, Tập đoàn Vingroup đã dồn toàn lực cho công ty VinFast và vẫn sẽ không ngưng lại. Nhưng chắc chắn, công ty VinFast sẽ không thể mãi sống bằng tiền và sự bảo trợ của các nhà sáng lập. Nhà sản xuất xe hơi chạy bằng điện của Việt Nam này sẽ phải tự đứng bằng đôi chân của họ thông qua việc tìm ra phương cách phát hành tăng vốn chủ sở hữu cũng như kêu gọi thêm vốn và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có lời. Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 14 quý liên tiếp. Trong báo cáo tài chính quý 1 vừa công bố, công ty quốc tế Hoàng gia RIC, chủ sở hữu khách sạn Casino Royal Hạ Long, tiếp tục ghi nhận khoản thua lỗ quý 14 liên tiếp trong hoạt động kinh doanh, dù doanh thu tăng mạnh. Theo báo cáo, sau khi trừ đi các chi phí, chủ casino duy nhất tại Hạ Long báo lỗ hơn 11,5 tỷ đồng, khoảng 490.000 Mỹ Kim, dù đã giảm mạnh so với mức lỗ 30,1 tỷ đồng, khoảng 1,28 triệu Mỹ Kim của cùng kỳ năm 2021, nhưng đây vẫn là quý thua lỗ thứ 14 liên tiếp của RIC kể từ cuối năm 2019. Theo giải trình từ lãnh đạo công ty, trong quý 1, ban lãnh đạo đã tích cực tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác khách hàng mới để tăng doanh thu. Dù doanh thu tăng, song RIC cho biết mức tăng thu này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh vẫn thua lỗ. Năm 2023, công ty quốc tế Hoàng gia đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 10,5 triệu Mỹ Kim, hơn 246 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1,5 triệu Mỹ Kim, hơn 35 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành hơn 12% doanh thu và ghi nhận lỗ thay vì lãi như chỉ tiêu đề ra. Việt Nam hiện có 9 dự án casino được phép hoạt động, gồm 6 dự án quy mô nhỏ tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Lợi Lai, Hoàng Gia, khách sạn Hồng Vận, Quảng Ninh, khách sạn quốc tế ở Lào Cai, Silver Shore, Đà Nẵng và 3 casino quy mô lớn là Nam Hội An ở Quảng Nam, Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Kiên Giang. Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng năm 2022, kinh doanh casino khởi sắc hơn năm 2021 với tổng doanh thu đạt hơn 971 tỷ đồng, tương đương 41 triệu Mỹ Kim, bằng 62,7% tổng doanh thu năm 2021. Tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn không cho một nhà hoạt động tự do tôn giáo được phép gặp Phái đoàn Hoa Kỳ. Giới hữu trách tại tỉnh Lâm Đồng đã ngăn cản một chức sắc tôn giáo gặp gỡ phái đoàn của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn sau chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Hà Nội vào giữa tháng 4. Theo Hòa Thượng Thích Không Tánh, thì cuộc gặp gỡ của Hội đồng Liên tôn Việt Nam với phái đoàn của Hoa Kỳ diễn ra tại Chùa Giác Hoa ở Sài Gòn. Thế nhưng chánh trị sự Hứa Phi của khối Cao Đài Nhân Sanh đã bị ngăn cản. Vị Hòa Thượng này thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói với Đài Á Châu Tự Do AFA như sau: công an của tỉnh Lâm Đồng đã cấm chỉ không cho phép chánh trị sự Hứa Phi được gặp phái đoàn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Sau đó cô lập canh gác luôn và do vậy chánh trị sự không có cách nào đi lại được hết. Tuy nhiên, chánh trị sự Hứa Phi cũng có bản tường trình về vi phạm tự do tôn giáo của Việt Nam gửi tới phái đoàn của Hoa Kỳ. Trong buổi gặp gỡ vào thứ Hai vừa qua, ngoài Hòa Thượng Thích Không Tánh, còn có đại diện của nhóm Tin Lành và Phật giáo Hòa Hảo Chân Truyền là những nhóm tôn giáo độc lập với các hệ phái do chính phủ Việt Nam lập ra. Sau khi thông báo cho các vị khách về tình hình tự do tôn giáo và các vụ đàn áp đối với các nhóm tôn giáo độc lập trong thời gian gần đây, các đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn đã trao cho họ bức thư đề nghị gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tức là ông Antony Blinken. Trong bức thư nói trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị phía chính phủ Hoa Kỳ hãy đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC vì chính phủ Cộng sản Việt Nam đã và đang xâm phạm quyền tự do tôn giáo, niềm tin của người dân một cách có hệ thống và ngày càng trầm trọng hơn. Riêng Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết rằng việc đề nghị này Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã nhiều lần thực hiện, thế nhưng chưa có kết quả.
Bức thư đề nghị cũng yêu kêu gọi Hoa Kỳ hãy gây áp lực lên chính phủ Cộng sản Việt Nam để buộc chính phủ Hà Nội phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và chấm dứt đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến. 92 người tố cáo tới công an vì bị sập bẫy trái phiếu bán tại ngân hàng SCB. Vào trưa ngày hôm nay 28 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Sài Gòn chính thức nhận đơn tập thể của 92 cá nhân kèm các tài liệu liên quan tố cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã có hành vi chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 160 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, người dân cho biết đã bị nhân viên ở Ngân hàng SCB tư vấn mập mờ khiến họ hiểu nhầm rằng đang tham gia hình thức gửi tiết kiệm mới, được linh hoạt rút tiền và nhận lãi suất cao hơn gửi thông thường, nhưng thực chất là mua trái phiếu. Người dân không được cung cấp thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, không được lựa chọn mã trái phiếu mà do phía ngân hàng mặc định. Đến nay họ không rút được tiền lãi và gốc như được cam kết. Đứng trước cơ quan công an, bà Phạm Thị Bình, 56 tuổi, bán nước mía huyện Củ Chi, vừa khóc nức nở vừa uất ức cho biết do con trai làm ăn thất bại nên vào đầu năm 2022, bà đã bán nhà để chuẩn bị tiền trả nợ cho con. Trong lúc chờ con trở về nhà để trả nợ, bà mang gần 1,3 tỷ đồng tới gửi ở ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bà đã bị nhân viên ngân hàng tư vấn tham gia vào hình thức gửi tiết kiệm mới. Khi cần tiền có thể rút linh hoạt mà không bị mất lãi như gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường. Chứ không nói đang mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận có thể bị rủi ro. Nhà cầm quyền Việt Nam lại ra một luật mới, đó là kể từ ngày 1 tháng 12 sắp tới đây. Các tổ chức về tài chính hoặc là các cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định với mức giao dịch từ 400 triệu đồng Việt Nam trở lên sẽ phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những người phải báo cáo đó là các tổ chức về tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc là một số hoạt động như sau: nhận gửi tiền, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, phát hành công cơ phương tiện chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền, bảo lãnh ngân hàng, cam kết về tài chính, cung ứng dịch vụ ngoại hối, các phương tiện trên thị trường tiền tệ v.v. Rồi môi giới chứng khoán, cố vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đổi tiền. Còn các tổ chức và các cá nhân kinh doanh về ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc là một số hoạt động sau đây như là kinh doanh về trò chơi có thưởng, kinh doanh về bất động sản, ngoại trừ hoạt động cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản v.v., kinh doanh các loại kim khí quý hiếm, đá quý, dịch vụ kế toán, dịch vụ công chứng, dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành các công ty, cung cấp dịch vụ giám đốc thư ký công ty cho bên thứ ba, cũng như dịch vụ thỏa thuận pháp lý. Bên đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.